từ, tắt nhạc đi ra giữa mid quẩy. Quẩy nhạc. Để nó feel. Lên nhạc lạc trôi đi. Thì nay có sông lỡ quên bên trăng tàn nơi này. Ủa 20% chí mạng đó, đừng có giỡn nha. Asagi Asayo, trời ơi đấng mà có mạng trước là xác định. Đánh hồi là mát sợ đấng luôn. He he, mất xe. He he he. À hê hê. Ô hê hê. Trời, nó thiêu đốt cho mồm luôn. Mày nó lụm cái thiêu đốt. Lụm thiêu đốt của tôi, nó thiêu đốt ngược lại tôi luôn kìa. Trời ơi, thằng kia mà không tốc biến thì tôi sợ nó chết bờ nó rồi. Giá bản này xém chết với tôi nha. Hết tốc biến thì có tốc biến gọi đây là kênh 2. Giết được thằng kia van hồi máu lên là kênh 2. No one is promised tomorrow. It's just death. Nothing serious. Trời ơi, để nó chạy mất tiêu rồi. Mày muốn làm gì? Mày làm gì? Rồi làm gì? Chạy. Đứng sau rip nè, làm gì làm đi. Nó cận nhỏ quỷ ra hoài quỷ. Thằng này nó mua nhiều máu thiệt chứ, mua nhiều máu vãi. Hãy
Thanh tẩy thì làm gì? Ấy, giờ mày chọc mít cả. Anh quên mất, quên đã chấm. Quên mất nó còn có lá chắn nữa. Quên anh có lá chắn. Đẹp. Mình quên ha, nó mang lá chắn mà ta. Rồi ham lướt vô quá. Thôi, lên sau giết nó sau vậy. Giờ nó mất hai bèo rồi, lên sau là giết. Mẹ cái rip này lâu lâu mới mít rip ra ta. Rồi xấu là cu, chơi cu. Mình xấu cùng nhau là cu. Ai mẹ nó. Nó rít sẵn mấy con xe luôn. Không cho mẹ ăn xe. Đau quá ta. Nát rồi, nát từ rồi. Mẹ cái quỷ rít này nó rít sẵn mít xe hoài. Mít xe mít rít. Không lên 100% chí mạng gia xô nữa chết dễ mít rít. Ê quỷ nè. Quỷ tới nè. Hai con quỷ luôn kìa. Hai con quỷ luôn, không chịu để ý cái gì hết. Đi ngang cái quạt mà không chịu đi. Nó 3-1 rồi kìa. Nó ai được nét vậy? Trận rồi, sau bạn Phương Di nha. Đi top nha anh Asim VV. Ok, qua cuối top thì vui rồi. Đừng có rít sản nha ba, thôi đéo. Lát tiếp về cũng chắc. À, rít sản nó mất rít nữa, mất luôn con xe. Đó, sao vũ khí nó bay xuyên tường được hay vậy ta? Chết quá em rồi à. Đánh phục lại đó. Thôi chạy đi bạn. Zoe nó tới kìa. Nó xanh quá rồi. Giờ đánh hết lại nó rồi ta ơi. Nó né hay nữa. Né hay vãi. Nãy giờ không có lock được nó luôn á. Thằng né tốt vãi. Follow the wind. Chết vèo. Giờ còn con sen nữa nè. Mới giết nó, con sen nó ulti vô nữa nè. Khó giết con này lắm nè. Ok.
Ôi thiêu đốt đủ chết luôn kìa. Ủa cái thiêu đốt gì đâu vậy? Ôi, thiêu đốt đâu vậy ta? Chết tôi luôn kìa. Mạnh dữ vậy. Đù. Đù mất bay. Mạnh dữ bay. Khó chơi thiệt. Nhà đói bụng quá mà cơm nó chưa tới. Thiêu đốt mạnh vậy. Level 9 nè. Ờ thiêu đốt level 9 level 10 mẹ rồi, hỏi sao không ạ? Nó mạnh quá rồi anh em ơi. Nó mạnh quá, đánh sao lại đây, ngọ đánh hết lại nó rồi. Rồi qua đây xong quờ, qua đây xong quy lại đây. Đồ này nó múa, có dư là bắt dư à? Múa hay gì ta? Dí nó đi. Mình chết chắc rồi, dí sống gì nữa. Lấy cái gì chạy? Lấy cái gì chạy? Chạy đông nữa bạn. Nãy giờ mới thấy được lần ganh hiệu quả nha. Đâu chết tiếp. Ram bầy luôn á, ngồi 4-0 rồi. Yên tâm, G tí gánh tim. G sẽ gánh được tôi, anh em yên tâm. Mày mới hết tiếp rồi. Này ra đây chỉ mày. Bỏ đi. Ra đây con Zui nó cho một e chết nè, đó. Tao ngồi tao vái là một e chết nè. Rồng lửa kìa. Đi. Cho mình một hit chết đó. Ê, đi được rồi. Trời ơi, tính nó mua ám sát chậm mà. Không có được à. Hay, được rồi, ăn được thằng đấy là được rồi. Đông về mà ăn được thằng là ok. Thằng này thích ăn mít rồi đúng không? À, cơm tới. Alo. À đúng rồi. Rồi ok. Rít ơi, ra lấy cơm rít ơi. Ra lấy cơm kìa, đây đây. Để tí lấy tí tiền lại kìa. Trời ơi, má nó cầm cái kịch sức trong người nữa kìa. Cái spell nó là kịch sức kìa. Biết châu luôn rồi. Mong tiên game này win không? Né hay gì ta? Ui nó mạnh. Ui vãi lìn. Có cái ui cái này kìa. Nó mạnh quá. Trời ơi, đù mất thằng này chắc bét rồi à, đù ghê, đánh rồi mà đã mất quá ta. Một nét kêu cũng ảo nữa. Mất nãy giờ là không lóc được luôn ấy. Hay dữ ta. Nét kêu ảo vậy.
Nó kêu hay vãi lên luôn. Đấy. Cái đam giờ mình yếu quá, không có đủ giết nó nhờ. Hiếp dâm tập thể. Anh có mạng rồi, có mạng rồi. Nó lại nó không ta? Đi chết. Hồi máu. Giờ đây chơi lúc này. Ôi, rip đánh chết à? Ôi, rip đánh chết, ôi, rip đánh chết. Đẹp mày. Phải liền rip nó đánh. Lên mặt nạ chưa ta? Ủa mắt nó lên xuyên rồi kìa. Giờ mình có lên khám phép nó cũng vậy à nhỉ. Lên đam luôn đi nhỉ. Má mất nhục luôn. Ê nãy giờ nó không ăn rồng. Ủa nó ăn rồng đam. Má còn dừa hiên mà nó còn hai rồng đam nữa. Dừa hiên với Zoe mới còn hai rồng đam nữa. Ôi thiên thời địa lợi nhân hòa luôn. Ôi, mấy ông tin game này win không? Đó là tôi tin game này win đó. Java này nghĩ đánh luôn rồi. Đang đứng chat e nó. Đang đứng chat e nó tôi thi gặp người. Java nó đứng ngay người luôn. Đang chat. Chơi nó kìa, chơi nó kìa. Ờ mà còn con sen con Zana nó phải chơi. Giờ mấy ông tin win đâu. Đánh mà không bê bê nhà win luôn đấy. Tí này win được. Đánh hồi win được. Tí chết kìa, biết né không cha?
Rồi, cho em vay nó farm boss đi. Ủa đau quá. Nó làm cái quy muốn xỉu luôn. Mấy bạn phá nhà làm sao win được. Rồi câu lên tí nữa mới đánh được. Ôi, nó đánh kìa. Ôi, kêu kìa, né đi. Đi đỡ cho nó. Chết gì luôn này. Đám to quá. Ôi ôi nó mạnh kìa. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh nhanh nó giết mày rồi. Rồi chết đi. Trời ơi mến quay quay rồi. Nè lên cho nó vào tường bạn. Chạy bạn ơi. Rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mày ra chơi, chơi tới cùng đi ông. Ra quất nó đi. Hết máu hết rồi nè. Sợ đéo đi. Chơi thì cứ khô máu đi, khi nào thua là tính. Siêu nhiều quá không có chết được. Đánh đó đánh tới cùng luôn. Chồng. Chu cha mẹ ơi. Đéo chết. Javan hết mana rồi, đục đi. Má nó bắn cái W rồi quay gần nửa cây kìa. Giả man con nga thịt chứ. Giờ này nó phá nhà làm sao quy được, câu lây lại là quy. Trời ơi, tôi lốc kìa. Má tôi lốc hay quá. Yeah! Cho nó chết là được rồi. Bắn nó đi. Trời ơi. Thằng này mà nó cho một cái còn gần chết nữa. Rồi mày chết chát rồi cơ. Ủa sao lại bỏ. Nó mạnh. Nó mạnh như chó. Rồi nó nón này kìa, giờ một hit chết tôi nè. Một cái quy tôi bốc hơi nè. Ôi, nó đánh thường chết đó chứ.
chết nè. Bập đó. Nó mạnh quá. Rồi gì đâu. Ulti ra giết nó đi. À, nó lỗi kìa, nó lỗi kìa, nó lỗi kìa, giết nó em. Trời ơi. Hành. Đập banh sát nó đi. Hình như còn con sen nữa. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Mai nó mạnh. Đó. Nó giờ mẹ nó xài chiêu nó đánh thường mình cái tao là mày nửa cây rồi, nó đâu cần làm gì đâu. Xong kiếm tay ương 600 AP với cái W nó thôi là đủ chết rồi. Nó xài một bao cái bay ba cái W nó bay vô đánh thường cái là đủ chết rồi, nó mạnh quá. Chơi gì. Ai từ từ qua quyết đi top. Chơi gì nổi nữa. Đâu xem lịch sử đấu của ổng coi. Má ông đánh Zoe ghê thiệt chứ. Đó, ổng đó rồi. Đó. Đánh Zoe ảo thì... Tức Zoe 10% thôi mà. Có đánh Zoe bao giờ sao ảo ấy. Trận này đi với ai đi?